đều có lý do của mình không nói hết, bởi vì ở đây có một thành, đó là thành phố Diên Khánh. Và ở đây nó được chỉ là một ngã ba, nhưng bây giờ là không còn ngã ba nữa. Dạ, bây giờ là thành khác luôn. Dạ, đúng không? Chị đã nghe rồi thì còn gì em hát nữa? Không, chưa nghe nữa hết. Để trên sàn này có một người thuộc bài cái solo đó. Cô tí nữa rồi tôi sẽ hát đi. Dạ bây giờ đang vô đề bài này thì mà không thuộc đó, mình chỉ biết là mấy bạn có biết cây dù đôi cái bài hát đó không? Mà thanh tài biết, hát hay lắm. Diễm chắc mời thanh